đâu con xuất hiện vậy? Hay quá vậy ta. Welcome back in one piece. Có hồn luôn nha con, đừng để mất hồn. Bấm chưa? Dạ bấm rồi. Dạ Phật, hôm nay ngày Chủ nhật, ngày 20 tháng 7. Ngày 20 tháng 7 năm 2024. Trước tiên không biết mình có nên mặc niệm hay là mình chia vui chia buồn bắt trọng đây không biết. Thì nói chuyện không có đề tài, cũng không có chủ ý gì, chỉ lên cho có mặt để mọi người vui thôi. Ở xa còn ở gần thì thấy mặt mình chán, nó không muốn gặp. Ở xa thì mong. Hồi xưa Chúa Giêsu phải đi bộ mấy trăm cây số mới nói chuyện ta hiểu. Ở trong cái làng thì đè xuống ký đầu con ông thợ mộc. Thời nay cũng vậy, có Bồ Đề Đạt Ba, có ông Pere, những người phản Chúa thời nào cũng có, như bàn tay nó có trắng và có đen. Thì những ai mà nó gạch cái hai ranh giới, người nào muốn bước bên nào cứ bước. Bên đen á thì dùng chiêu trò bỉ ổi, sáng họ thức dậy cái tâm của họ sân si cào cấu, họ có gọi đầu này gọi đầu kia. Những đứa mà bên chánh á thì tâm cười tươi hỷ lạc giống như Phật Di Lặc, tâm an bình hồn nhiên tự nhiên, uống Starbucks thì nó hai cái khác nhau chỗ đó, không cần thiết phải gọi ai để dơ đầu mình, dơ đầu người, dùng đầu óc để làm chuyện ra tiền, có tiền có lý hơn. Thì đó là cách dễ nhận dạng nhất giữa chánh và tà, còn nói sai sôi thì khó giải thích lắm. Nhưng mà thời nay chỉ có Thượng Đế là duy nhất. Ai mà không biết Thượng Đế, người đó sẽ lọt sổ 10 chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Người nào còn ôm chân Thượng Đế thì người đó là vẫn là con của Phật. Còn người nào bỏ Thượng Đế, bỏ dấu thiên tâm, đó là không có đủ phước. Trong những ngày kế tiếp, tính theo từng, theo giờ thì sẽ có những chuyện rất là nó coincident, tức là nó xảy ra rất là cùng một lúc. Cũng giống như ông Trump bị thay vì ngay cái câu đó ông nói á, ông đứng vậy đi là nó xiên bàn tan cho khỏe không, ông niễn chi á, nó chỉ có ngay lỗ tai. Thì cái đó gọi là khi mà hỏi bề trên á, cái đó nghĩa là gì? Mới nói là cái tiếng tiếng động để đánh động lòng người, để đoàn kết giữa chánh và tà. Cái lỗ tai là chảy máu của ông Trump á, còn giọt máu của ổng là giọt máu hòa bình. Cùng một lúc thì bác trọng mình về bên kia thế giới thì cũng chia buồn bác trọng nha. Và ngày hôm nay được biết, bề trên mới cho biết bác trọng đã tái sanh thành ra một thằng Mỹ con đang trong bụng mẹ mới có mấy hình như mấy ngày, nằm ở miền Bắc ít của Mỹ. Cái mình hỏi rồi sao ông không xuống địa ngục hay lên thiên đàng đi ông không ấy? Có công đốt lò đốt củi, mà đốt cũng có lúc đốt đúng đốt không, cho nên cảm thấy ai nấy, cho nên cha mới cho là lấy công chuộc tội đầu thai thành Mỹ con để sau này làm nô lệ cho nước Việt, tại nước Việt sau này làm cường thịnh. Đó là biết về tin tức bắt chậm. Tại vì mình là nửa người, nhưng mà nửa không phải là người. Tất cả mỗi người ngồi đây suy nghĩ gì kiệt này biết hết. Cái em trai này hôm nay có chuyện muốn nói thì chút sẽ nói. Nước Việt trong những ngày kế tiếp sẽ rất là nhiều biến động á. Phải lo gạo, lo nước, lo đồ ăn. Mấy ngày mưa liên tục ở miền Tây đúng không? Thì Đức Thầy, tôi nói chuyện Đức Thầy ngày hôm qua, sẽ có tiếng sấm nổ. Thì tiếng sấm nổ nó sẽ trước khi biến động, trước khi gì chuyển đông luôn. Có sóng thì thuyền nó mới lật, thuyền lật luôn á.
Còn mà còn biến động nó chỉ là hơi nước vô chìm vô đầy thôi, tát tát ra phải không? Cái này không có tát nữa, sóng lên lớn thì thuyền lật. Và hôm nay là lời tuyên bố kiếp này là kiếp cuối cùng của Thái tử Thiên Huệ. Thượng đế cha cũng đã confirm nhiều lần, kiếp này kiếp cuối của con ở quả địa cầu này. Mẹ cũng nói, mấy anh chị cũng nói, rồi tất cả các chư Phật cũng đều nói cho chuyện này nghe trong thời gian gần đây. Kiếp này kiếp cuối cùng. Tại sao gọi là kiếp cuối cùng? Là vì ngày xưa mà khi xuống quả địa cầu này tạo thiên lập địa thì Thiên Tấn Kiệt là người làm chuyện đó, đã làm qua mấy chục nghìn năm và đã rời khỏi thiên đình đúng 3 ngày 3 đêm, nhưng mà quả địa cầu đã xoay mấy chục nghìn năm, từ thời Thần Nông cho tới Huỳnh Đế, rồi dài dài cho tới Lạc Long Quân Âu Cơ, rồi tới Hùng Vương, làm vua Hùng Vương 3 lần, Đại Đế Khmer. Những cái lãnh thổ hồi xưa quả địa cầu này còn hoang sơ, mẹ cha cho Kiệt xuống, người con trai duy nhất mà được Ngọc Hoàng Thượng Đế thương mến và hội đồng chư Phật tin tưởng mà gửi xuống đây để mà lập đạo. Khi cái đạo Thiên Tâm ra đời thì sau này nhân loại sẽ không còn những người xấu nữa, không còn những cái người biết nói láo nữa. Tại vì người ta thích nói nghe những cái lời ngon, lời ngọt, người ta chạy theo màu sắc. Sau này đạo Thiên Tâm sẽ thống nhất tất cả các đạo, vì tất cả các đạo đa số bề trên nói đều do cái nguyên thần của Thái tử Thiên Nhãn lập ra. Hôm nay cái xác phàm ngồi đây chỉ có 1% cái nguyên thần thôi. Những hai tuần trước nguyên thần có về thì lúc đó sư phụ không có ngủ được 2 ngày, cũng chả ăn được miếng nào, chỉ khát nước tự uống hơi hơi thôi, nhưng mà nó rất là mạnh khỏe. Giờ ban đêm á ngủ không được thì làm gì, ngồi thiền. Mà thiền á thì đi vòng vòng trong nhà, cái nhìn lên cái giường thấy con rồng nằm đó rồng trắng nằm hả hồng à. Thì có những lúc nguyên thần nó về chứ không có ngủ được, tại cái energy nó mạnh lắm, sức khỏe cho phụ mạnh hơn người thường gấp 5-7 lần á, từ mới sanh ra tới ngày hôm nay cũng vậy, có thể gọi là Popeye. Popeye là gọi Superman á, Superman thì quá đáng phải không? Cho nên một mình những năm đầu mà mua cái núi này á rất là cực khổ. Những cái cục đá mà tất cả các người mà đi á, một cục đó 50 pound á, mà bưng á, bưng để lót cho đá. Rồi trồng cây, làm đổ xi măng, nhiều lúc tới 2-3 giờ xi măng nó khô mình mới được đi ăn đó. Đói xây cái núi này không phải người thường xây được, bảo đảm luôn, chấp luôn á, cho nó có tiền gấp đôi luôn á. Nó phải có cái điển để mà mấy chị đặt ở đâu. Lúc đang mang tượng tổ lên, tượng Phật bên này, tổ ơi con không biết đặt tổ về hướng nào, cái ngồi xuống ngồi thiền cái tổ mình có cái lực gọi là sư phụ có những cái thần thông thiên nhãn thông, thiên nhĩ, thiên cảm thông và có những ứng thông. Thì lúc đó ngồi xuống cái sư tổ mới nói ta ngày xưa đi về hướng nào thì con cứ đặt đi về hướng đó. Lúc đó quán hồn là hướng đó, chứ hồi xưa mình cứ nghĩ là Phật một hướng phải không? Cho nên cuối cùng mấy con nhìn thấy tổ nhìn ngược lại là đi về hướng đông á. Tại lúc mà quả chiếc giày á đi đi về Ấn Độ á, từ bên Tàu đi Ấn Độ. Cho nên những cái tượng đặt đều là những vị này chỉ đặt, chứ không phải muốn đặt ra mình đặt đâu. Qua mấy chục nghìn năm từ thời Cơ Phát, Phong Thần Mộc lúc đó thừa đóng vai là Cơ Phát, diệt Chủ Dương.
chủ dương nó giống như thời nay á, là đảng cộng sản năm cái ác thì những người ác vậy đó, diệt đắc kỷ, đắc kỷ ho gà đó, chồm chín đuôi. Thì hôm nay những cái nhân vật mà Phong Thần 1 á, nó trở lại thời nay Phong Thần 2. Nhưng mà Phong Thần 2 nó khác hơn Phong Thần 1 thì với cái thời hiện đại. Cho nên những người thời xưa hôm nay mặc áo sơ mi quần tây đen, không có mặc rùm rà phải không, tóc phải chải ngắn rồi lại không, mang kiếm nữa, rất là nhiều. Và họ đang nằm ẩn ở nước Việt và đang chờ sư phụ về bển. Nghe thì nó hơi thần thoại, tại những người mà không hiểu về tâm linh, mà không có bận rộn với tiền bạc, bận rộn với công việc làm, với cơm nước gia đình, củ hành củ tỏi, rồi vân vân, họ không có để ý. Nhưng mà tất cả những diễn biến họ cần một điều phải để ý. Điều thứ nhất đó là thiên tai địa chấn toàn cầu, và cả sa mạc của Ả Rập Saudi cũng bị cát á, nó thành nước. Thứ hai, bệnh Covid, và biết bao nhiêu bệnh lạ ra, rồi bệnh con này con kia bị chết, con bò, con vịt, con gà. Rồi kế tiếp là kinh tế, chưa bao giờ mình thấy những quán xá ế ẩm như thời nay, chợ Bến Thành ế nữa. Sài Gòn là náo nhiệt đúng không, Hòn Ngọc Viễn Đông, đó là kinh tế. Rồi chưa bao giờ thấy một cái thế giới hỗn độn, không ai nói chuyện ai nghe. Cả Âu Châu, NATO, Mỹ, nghe thằng Ukraine, rồi thêm đám Hamas với Do Thái, rồi Biển Đen, rồi bây giờ Trung Cộng sắp sửa. Súng đã lên nòng, nó chỉ cần nổ thôi. Và cũng một cái, mình là người Việt, hôm nay tại sao nước Việt lại có đại đại phước, có thiên tử đầu thai thành người Việt và đang nói tiếng Việt, là vì nước Việt sau này là nước trung tâm của thế giới, là cường quốc thế giới, và có cái đạo là con trời khai thiên. Tại sao con trời khai thiên? Nó giống như một cái móc nối từ đầu này tới móc nối đầu này. Ngày xưa lúc mà ngày đầu tiên mà ngồi thiền trên thiên đình đó, là lúc đó xuống thế gian thù đóng vai là thần nông Quỳnh Đế. Thì ngày đó dạy cho nhân loại cách trồng trọt, rồi thức ăn, rồi cách sinh sống, sinh hoạt, rồi những cái tổ chức lớn nhỏ theo hệ thống và những cái tôn ti trật tự của thế gian, để mà mục đích mang cái thân người chịu đói, chịu lạnh, chịu khổ, để mà tu tập, để thăng tiến về thần hồn. Đó là mục đích. Cho tới ngày hôm nay, con người khôn hơn, nhân loại khôn hơn, thì thái tử phải trở về là nhiệm vụ xong. Tức là ngày xưa là mở, hôm nay là đóng, đóng cuốn sổ lại, là thời Thượng Quân Thánh Đức, Thượng Thượng Quân. Có người sau này sống chung với người thành tinh, và họ sẽ sống trang hoài ở chúng ta và dạy chúng ta những cái khôn hơn ở ngoài vũ trụ. Chỉ có người không có thể nào vì một cái hòn đảo, không có thể nào vì một cái ống ga nguyên liệu, không có thể nào vì một chuyện nhỏ mà sân lên rồi đem vũ khí tàu ngầm hạt nhân, rồi đem vỏ tiễn máy bay đến để mà hù dọa nhau gần trời được. Không có thể nào một nước lớn khổng lồ như Nga mà xâm chiếm một nước nhỏ xíu để cho màn trời chiếu đất, mà đánh hoài đánh không thắng. Đó là cơ trời chiến tranh. Không có thể nào một nước Đài Loan, một cái hòn đảo, đâu có lý do gì mà Trung Cộng chỉ vì cái hòn đảo mà hôm nay là thân bại danh liệt. Y như Trung Cộng, không y như là Nga luôn, cũng thân bại danh liệt. Trung Cộng sẽ vì cái hòn đảo Đài Loan, cũng vì cái lưỡi bò bị cắt đứt, sẽ là thân bại danh liệt. Và từ đó về sau sẽ không còn ai dám, gọi là dám gì phải không, dám khinh khi hay là chửi cha của ta nữa. Cha ta là Thượng Đế, và phải biết tôn trọng tất cả những gì chúng ta làm hàng ngày. Đời sống chúng ta có áo chúng ta mặc, cơm chúng ta ăn, công việc làm chúng ta có, không khí chúng ta thở, đều là do bàn tay của cha ta là Thượng Đế tạo ra. Tại sao những cái thời đến lúc mà quỷ đỏ nó muốn nhuộm quả địa cầu, hễ hình ảnh của Thượng Đế, hễ lon sữa bò là nó đều dục bỏ hết,
Có phải vô lý không? Mình nhận vật làm cha, cha thật sự của chúng ta lại không nhận, mà đi nhận vật làm cha, thì một điều nó nghịch lý. Thì từ đó cho tới ngày hôm nay, Đạo Thiên Tâm ra đời chỉ tuyên dương Thượng Đế. Học thì học Phật để có biết được nghiệp quả. Đó là cuốn Kinh Thiên Tâm. Hôm nay ai mà có đại phước đọc được Kinh Thiên Tâm và mang dấu Thiên Tâm, thì 10 chết 7, còn 3 người đó sẽ lọt vô số 3. Còn nếu mà ai mà không đọc Kinh Thiên Tâm, không có mang dấu hiệu Thiên Tâm, người đó sẽ lọt vào phần số 7. Vì tiên cơ 5 năm nay Thiên Tướng Kiệt này nhận lệnh trời xuống để nói chuyện, chúng 95%. Coi lại từ cái clip số 1 cho tới hôm nay là 310 đi, cả chuyện của ông Trâm. Nếu mà biết là có thiên tử nói gì, chúng đó biết được chuyện quá khứ vị lai, thì tại sao không biết sợ? Mình biết được thiên cơ thì mình nắm lấy cơ trời, biết được cơ trời mình vận dụng thời cơ, biết thời cơ thì mình lập cơ đồ cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho dân tộc mình và cho con cháu mình, để được giàu có và có danh, có chức, có quyền để mà cứu dân độ thế. Tại sao không nghe? Chuyện này chưa sinh nay xu nào, lập núi tốn mấy chục triệu ngày hôm nay cực khổ, hồi nãy có nói sơ, cũng chưa bao giờ sinh nay xu nào. Giữa chánh và tà nhìn rất là rõ. Là tự vì tất cả chúng sanh các người chấp tướng, chấp đủ thứ hết. Ở trên trời ta là thập nhị thiên hoàng, con trai út của Ngọc Hoàng Thượng Đế, rất là đẹp trai. Thường cha xuống cha khen là con ngoan của ta, khôi ngô tính tú, sư phụ là đẹp trai nhất trong tất cả 12 vị huynh đệ. Thì khi mang thân phàm thì nó cũng gần tương tự. Nên nhớ cái xác của mình và cái nguyên thần của mình nó giống nhau. Cái tánh trên trời sao cái tánh gì như vậy. Trên trời sư phụ rất là nhiều chuyện. Thế mà nghe trái đất á, mà có chuyện thì sư phụ lại khóc xin cha. Thì từ đó mới có câu chuyện là Minh Dương khóc xin Ngọc Hoàng đừng có xóa sổ qua địa cầu này. Đó chính là ta. Nhưng mà khi xuống đây rồi thì nó rất là nhiều chuyện phủ phàng dễ trời. Nó không phải dễ đâu. Mẹ cũng thường khuyên mỗi ngày. Ngày hôm kia sư phụ vẫn an mẹ, mẹ có khuyên. Ngày xưa còn ở thiên đình, con cũng đã biết chúng sanh nó vô minh u mê, cho nên con mới xuống đây để mà cứu họ. Thì con đừng có than trách, gán làm đi, gán nhẫn nại. Thì sư phụ chỉ biết như vậy. Mỗi lần người đời đối xử tệ bạc với sư phụ thì chỉ có cha mẹ và anh chị em xuống để dỗ về. Sư phụ có một đại gia đình ở trên kia, lúc nào cũng mong chờ xong nhiệm vụ rồi để về. Qua những cái giai thời xa xưa cổ, mà thời đó chưa có giấy viết, rồi cho tới những cái thời vua của nước Tàu rồi sang qua nước Việt, đời Hùng Vương, cái đời gần đây bên nước Tàu, Càn Long cũng vậy, Tần Thủy Hoàng cũng là nó. Rồi những cái gì mà gọi là làm nên cho nhân loại có lợi ích mà quái hùng đều là sư phụ đóng vai đa số. Lập ra nước Chiêm Thành cũng là sư phụ, mà tiêu diệt nước Chiêm Thành cũng là sư phụ. Đó là Minh Mạng. Rồi hôm nay trở về để mà thâu lại tất cả 100 bộ lạc dòng giống Việt Nam. Thâu bằng cách nào? Nước Việt Nam bây giờ mấy trăm tỉnh, tỉnh ông nào ông nấy á, thì mạnh ai ăn hối lộ, mạnh ai chia ra phân nhỏ nhỏ để mà lộng quyền hối lộ, để mà giấy tờ rùm ra. Sau này sư phụ chỉ về lập đúng 13 tiểu bang, giống như Mỹ ngày xưa thành lập 13 tiểu bang. Rồi sau đó những tiểu bang kế tiếp, tiểu bang Miên, tiểu bang Lào, tiểu bang Thái Lan, tiểu bang Mã Lai, tiểu bang Nam Dương, vòng vòng hết, tất cả sẽ kết nạp vô nước Việt hết.
Dạ hơn văn nửa nước Tàu luôn. Lời nói hôm nay sẽ vào lịch sử, chứng minh đi, sẽ có. Cái nước Việt Nam tại sao đã bị những cường quốc xâm chiếm đô hộ, 1.000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 330 năm nội chiến từng ngày, vậy mà không có chuyện gì? Đó phải là cái sự nhiệm màu không? Là vì nước Việt là ngày xưa là do con trời xuống sáng lập ra. Khi mà cái DNA của trên đó, gọi là con rồng cháu tiên đó, sư phụ là tiên, sư mẫu là giống rồng, con của Long Dương, tiên rồng hợp lại. Chứ không phải như người Mỹ thì nó là mọi da đỏ thì cũng là người thường hay là thú hay là gì đầu thai, họ đều tính theo như vậy hết. Cũng giống Nhật thì cũng bình thường, tất cả những quốc gia trên thế giới này đa số là bình thường hết, người địa cầu của địa cầu. Chỉ riêng người Việt là con rồng cháu tiên, đó là thật. Hôm nay sự tích con rồng cháu tiên Hùng Dương Lạc Long Quân Ngô Cơ cũng tái diễn trở lại. Một tiếng sét ngang tai ra máu để đánh động lòng người, đó là bề trên nói, để đoàn kết, để mà tránh tà lưỡng lập, để nước Mỹ đoàn kết. Nước Mỹ là một cái trục quay, cũng giống như mấy con đi vô chỗ mà chơi ở Disneyland đúng không, nó quay như nè, thì cái trục mà cái trục là nước Mỹ, nước Mỹ là giàu nhất mạnh nhất, mà cái trục mà không có đứng được mà sụm thì cả cái thế giới này nó đi theo á. Cho nên mà cái trục này là điều khiển bởi một tổng thống. Cho nên ông Trump là của thế giới, của thời đại này. Ông không phải dễ chết, rất là khó, tướng trời mà. Thì khi nước Mỹ bắt đầu có ổng trở lại, mọi thứ nó sẽ trở lại. Nghe Tàu lúc đó, tụi nó sẽ như thế nào? Ổng nói sao ổng sẽ làm gì? Tướng Trump làm việc chỉ có $1 một năm, đâu có lãnh lương đâu. Sư phụ cũng làm việc cho thiện đình, sư phụ đâu có lãnh lương của ai đâu, cũng chẳng xin ai đồng nào. Những người ở trên trời xuống là như vậy, không có muốn tạo nghiệp. Bồ Tát á, thì sợ nhân, chúng sanh á, thì sợ quả. Cho nên Bồ Tát xuống trần chưa bao giờ mà tạo nghiệp hay là tạo quả. Và Bồ Tát lại rất là sợ chúng sanh vì khẩu nghiệp, mà khẩu á, thì do thân khẩu ý chính bản thân của mình gây ra. Bồ Tát chỉ sinh được 3 lần, không sinh được 4 lần đâu nha. Giữa trận chiến chánh và tà, xiển giáo và triệt giáo, giữa cộng khối tự do và khối quỷ đỏ vô thần đang kịch liệt đánh nhau. Hai bên vô hình nó cũng tấn công, và nó cũng làm cho bao nhiêu người chạy theo để mà nó kéo về cái phía địa ngục của nó. Còn bên chánh cũng bao nhiêu người như kiểu sư phụ cũng muốn kéo người đi về thiên đàng. Nhưng mà chỉ có khác một bên á, là dùng thủ đoạn và màu sắc âm thanh xuyên tạc. Còn một bên thì cứ hồn nhiên tự nhiên. Cho nên cái hồn nhiên tự nhiên á, nó rất là khó. Là vì về trời là do tự thân khẩu ý của mình khai ra, và có ý chí. Có ý chí về dưới núi, có ý chí đọc kinh, có ý chí thương cha, có ý chí thương Thiên Tấn Kiệt này. Chỉ có một điều khác, những cái người mà tà, khi mà nghe cái âm thanh này có thiên khẩu thông, và cái âm thanh này có một cái điển quang rất là cực mạnh, và có thể trị được tất cả các bệnh ma, bệnh bùa, bệnh ngải. Nếu ai nghe cái tiếng âm thanh của sư phụ, đó là thiệt, cứ thử đi. Còn ngược lại, những người bị chúng bùa, chúng ngải rất là sợ và rất là thù ghét. Nhất là hình ảnh, gặp cái hình ảnh này trên màn hình là rất là sợ. Cho nên cái âm thanh này á, ca hay là đang nói chuyện, hãy cái âm thanh này ra là ma quỷ nó rất là sợ. Mấy con có tưởng tượng sư phụ nói chuyện này có thể đứng tuốt chuyện nghe được á? Đó là sự thật.
Không phải hôm nay giờ phút cuối cùng rồi. Sư phụ cho hôm nay là giờ phút cuối cùng. Là gì? 7 ngày 7 đêm mưa ở Việt Nam. Sư phụ đoán thử á, mưa đó để cho nhão đất thôi. Rồi tiếng sấm sẽ nổ ra. Ở trong lòng đất cái gì nó nổi lên thì mình sẽ chờ xem. Còn sư phụ của sư phụ, tức là Đức Quỳnh Phú Sổ, Đức Thầy, đã dạy kỹ. Thầy trò ta sắp hội ngộ rồi đó. Cho nên những cái này mà xê lệch nữa thì sư phụ để cái đầu ngay trước cổng Thiên Long Sơn, mọi đứa xuống tiểu lên đi. Nếu nó không xảy ra, dám bảo đảm luôn. Cũng giống như ngày xưa năm 2018, Thiên Tứ Kiệt này bảo đảm đi mua đồ ăn đi, không xài đem lên núi trả tiền lại. Hôm nay mà Đức Thầy mà không xuất hiện, tiếng sấm mà không nổ, Thiên Tứ Kiệt này ngồi ngay cổng Thiên Long Sơn, ngồi ở đó tất cả mọi người cứ tiểu lên đầu. Chỉ mong mọi người hôm nay dự trữ lương thực, đồ ăn, thức uống và đọc kinh đeo dấu thiên tâm vô là vui rồi, là còn giữ được mạng sống. Vì trong những ngày kế tiếp thêm một trận sàng lọc rất là lớn, chết người đó, đói á. Nội mà cái chuyện mà cúp điện mấy ngày qua xảy ra toàn thế giới đúng không, là cả thế giới máy bay đâu có bay được. Cái chuyện này ngày xưa Thiên Tứ Kiệt này cũng đã từng nói. Có một ngày kinh điển thế giới sẽ biến mất quả địa cầu, kinh điển sẽ dồn vô mũi kim. Phật cũng có nói ở cái thời đại này rất là nhiều chuyện lạ, nhưng mà con người không có nhận thức được chuyện lạ là do cái tâm chúng ta bị trượt nhiều quá, bị mê nhiều quá, mê theo công việc hàng ngày, mê theo màu sắc âm thanh. Chúng ta quên đi cái cốt lõi đó là vì chúng ta có đại đại phước sống vào thời lúc mà Thiên Tứ Kiệt này còn mang sát phàm làm người mà không biết trân trọng. Đó là một cái điều mất phước rất là lớn. Sau này khi mọi chuyện đã rõ ràng ra, đã quá rõ ràng, chẳng qua là gì cái bài học cuối cùng á. Nếu mà vô cái lớp thi mà một công bằng đi, một đám đệ tử bên trắng bên đen, nhưng mà bên kia đừng có dùng tà thuật âm binh thì bảo đảm sư phụ sẽ thắng. Còn bên kia nó dùng tà thuật âm binh, nó vô nó làm cho cái tâm loạn lên thì sư phụ chỉ có bỏ tay thua thôi. Có lần gần đây mấy ngày trước, sư phụ than với cha với mấy vị á, sao cái bài học cho đệ tử khó quá. Cái bề trên mới nói đâu có khó, vì những người đó trong tâm họ có mong cầu, họ mong họ cầu và họ có cái ngã, thế đều sẽ bị lọt. Còn những đứa mà cứ hồn nhiên tự nhiên cứ lên đây đốt nhang rồi hóng gió rồi vui vẻ thì hồn nhiên tự nhiên thì sẽ không có bị lọt. Còn trong tâm mà có mong và cầu, cầu với mong và chờ với đợi thì họ sẽ bị thất vọng, thì thành ra nông nổi. Đó là cách đây bề trên giải thích như vậy. Còn ở đời này, Phật ngày xưa cũng bị xuyên tạc, cũng bị chửi. Chúa cũng đã từng bị chửi và từng bị đóng đinh. Bồ Đề Đạt Ba, Ngụy Quân Tử bề ngoài nói tu tu nhưng bên trong là sói. Rồi ông Pare cũng vậy. Cho nên tất cả những vị giáo chủ ngày xưa đều là như vậy. Nhưng giáo chủ thời nay chỉ có một giáo chủ, đó là Đạo Thiên Tâm, tức là ta, Thiên Tứ Kiệt, con của Ngọc Hoàng Thượng Đế duy nhất, không có người thứ hai. Mà ở ngoài kia ai nói người thứ hai là Đại Phạm Thượng sẽ bị tiêu xác tiêu hồn. Ai mà tin cũng sẽ bị tiêu xác tiêu hồn. Phù nói thiệt, ai mà tin cũng sẽ bị tiêu xác tiêu hồn, là vì ma nó cuốn đi. Chỉ có một duy nhất là đang ngồi đây, duy nhất tới ngày hôm nay. Cha mới vừa khen sư phụ, con ngoan của ta, con rất là kiên trì, bao nhiêu sóng gió con đều vượt qua, bao nhiêu sóng gió con đều vượt qua. Đó là lời bề trên khen, thôi không có làm gì sai hết.
cho tới lúc thời khắc này. Nếu ai nói được một cái lỗi sư phụ làm sai thì phụ khen á, bây giờ là chấp luôn á. Đứa nào lên nói ở đây cũng 70 người phải không? Một người nào đứng lên nói cái lỗi của sư phụ, lỗi của sư phụ á là gì? Trên trời sư phụ là Khôi Ngô Tướng Tú, là con trai cưng của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Xuống trần sư phụ tuy già nhưng mà cũng còn một chút coi được, rồi có tiền nữa. Thì người đời ma nó sẽ dùng những cái đó để mà nó xuyên tạc. Mũi mũi sư phụ cũng vậy. Giống như ngày xưa những người mà đi theo phòi sư phụ trong cái đường Cơ Long Hổ có cả chục bác, toàn là hồi xưa cha chọn là mấy bác già không à. Tới hôm nay cái bác già 100 tuổi cũng vậy. Rồi chọn những cái người đàn ông không, giống như hòa thượng nói siêu, những cái người mà ngồi nhập định mình để mà nói chuyện với bề trên, là chạy cơ để mà liên lạc về chính trị. Thời nay mẹ nói tự gì tụi nó, tức là chấp tướng. Chấp tướng nghĩa là mấy đứa youtuber rồi những đứa con gái mà đi sư phụ á, là tự họ chấp tướng thì họ đã chấp tướng. Còn nếu không có chuyện này họ cũng tìm chuyện khác để mà họ làm theo cái ý của họ, là muốn lập một cái môn phái riêng hay là họ muốn có cái gì riêng của họ, họ cũng sẽ làm tới thôi. Còn chấp tướng kiểu nào mấy con cũng đều chấp tướng. Thường á, giống như quỷ với đảng Cộng sản là một nha. Chuyện có nó không, không nó có. Trắng nó đen, đen nó trắng. Giống như Võ Thị Sáu là nhỏ khùng thì tôn vinh. Bác Hồ á, là ông đại dâm mà nói là ta đây còn chinh mới không. Rồi cầm cục gạch đỏ để cho dân tôn sùng giống như thần thánh. Cho nên họ nói toàn là nói ngược không. Còn ở bên chúng ta có thì nói, không có thì không nói, mà cũng không có đôi chối, cũng không có cãi, và cũng không có đi xuyên tạc bất cứ ai. Chỉ nhìn hành động, đừng nghe những gì Thiên Tướng Kiệt này nói, đừng tin những gì Thiên Tướng Kiệt này nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Thiên Tướng Kiệt này đã từng nói, và hãy nhìn kỹ những gì Thiên Tướng Kiệt này đã từng làm thì mới là đúng. Và phải nghiên cứu những cái đó mới là đúng. Còn đừng tin ta nói, cũng đừng nghe ta nói, mà hãy nhìn kỹ những gì ta đã làm, ta đã nói, có trúng hay không mới là quan trọng. Con tà nó không có làm được như vậy. Trận chiến giữa chánh và tà rất là khốc liệt. Hôm nay sư phụ ngồi một nơi, nhưng mà sư phụ thăm hỏi từng đứa đệ tử cũ. Đứa nào bây giờ cũng muốn về núi, nhưng mà cũng còn chút ngã, cũng đã biết rồi. Ngày xưa mẹ cũng nói đây là chỉ là bài học thôi, để cho nó vô vào lịch sử của đạo Thiên Tâm. Nó có chánh và có tà, chứ còn không có cái gì gọi là thuận lợi hết. Ở thế gian này đều là có cái yin and yang, có cái trắng và có đen, có xi măng và có đá, có sắt vậy đó. Chứ không phải là mình ý là con của vua trời cái là muốn xuống đây làm gì cũng dễ thành công. Nó phải khó khăn như vậy thì cái đạo sau này nó mới dạy muôn trùng người. Thì những đứa cũ nó đều là Bồ Tát, gọi là Bồ Tát nghịch đó. Vì nó phản thầy, phản bạn, nó phạm thượng, nó khẩu nghiệp. Phạm thượng khẩu nghiệp thì sư phụ đã xin với Thượng Đế, cha đã xóa. Nhưng mà cha nói có những đứa cha không có thể xóa được, vì nó đi quá xa, là nó bán đứt cái linh hồn nó luôn rồi. Chúng ta có cái thân người, chúng ta có linh hồn. Cái thân người mà thân khẩu ý làm sai thì cái linh hồn chúng ta sẽ lãnh hết cái nghiệp quả đó. Mà khi mà cái linh hồn chúng ta đã bán mất đi luôn rồi á, thì chúng ta sẽ bị mất xác mất hồn, quỷ nó sẽ lấy luôn. Chúng ta khó mà xoay lại lắm. Bởi vì rất là cẩn thận, thân khẩu vậy.
khi ý nghĩ, cái khẩu mình nghĩ ra cái ý, rồi cái miệng nói ra, rồi cái thân đi hành động, thì là do chính mình. Thì cái linh hồn sẽ nhận hết cái nghiệp đó. Làm vua nói việc cũng rất là nhiều đời, đại Lý, đại Lê, đại Trần, rồi đời Nguyễn sau này nữa. Làm vua riết kiếp này cha cho đầu tiên cha cho làm ăn mại, tức là xưa khổ đi ăn mại, sau đó lên là thương mại làm chủ, rồi cuối cùng cha cho lại kiếp nửa đời còn lại cuối cùng trở lại sẽ là vua. Sau này nước Việt sẽ có vua. Nếu không có vua thì tất cả kinh điển của Hòa Hảo, của Đức Thầy đều sai hết. Ta là vua của tất cả các vua, không phải chỉ riêng nước Việt mà toàn quả địa cầu. Hôm nay thủ biết nhiều về quá khứ vị lai lắm, tại nguyên thần nó vô thủ biết rất là nhiều. Thì biết được ngày xưa mình cũng lập đạo bên Ấn Độ, rồi lập đạo bên Do Thái, rồi lập đạo ở bên Ả Rập Saudi, Trùm Khăn. Không phải chỉ riêng nước Việt, riêng trái đất này. Mỗi một cái chu kỳ á, trái đất nó thay đổi, thì ở bề trên Thượng Đế Cha mới xoay chuyển, sư phụ mang cái thân người ở đó. Cũng có lúc làm người khổng lồ nữa, cũng có lúc làm thành dinosaur những năm đầu mà để mà dọn cái trái đất này cho nó sạch sẽ nữa. Làm đủ hết. Mà là kiếp nào cũng là truyền kỳ, kiếp nào cũng là anh hùng, kiếp nào cũng là quân tử, cũng là anh dũng. Vì cái đại gia thức nó không có thay đổi, nó chỉ thay đổi cái hình thù bề ngoài thôi. Cũng giống như tất cả các con có một, có tốt với một người bạn hay một người chồng, con có hết tài sản cho nó, cứ xả hết thân mình cho nó, nhưng mà cái bản tánh của nó, cái nguyên thần của nó là thú, nó vẫn đối xử ngược với con là tánh thú. Còn ngược lại, nếu trong nhà con có một Bồ Tát sống kế bên cạnh, con không cần làm gì hết, thậm chí con chửi người đó, và thậm chí con rất là không có muốn gì ở người đó, nhưng mà người đó lúc nào cũng lo và bao che cho con. Trong gia đình chúng ta cũng là như vậy. Nó đi theo cái lại giả thức, chứ không phải nó đi theo cái mà mình nghĩ là mình hết lòng với người đó thì người đó sẽ hết lòng với mình. Không bao giờ có chuyện đó. Con nên nhớ tất cả những đệ tử cũ ngày xưa, sư phụ xỏ từng cộng, mỗi một cộng 2 tiếng đồng hồ. Sư phụ có cả ngàn ao vàng, sư phụ đọc thần chú vô tặng cho từng đứa để cho cuộc đời nó sung sướng. Sư phụ thương từ đứa, lo cho từ đứa, đi đâu cũng lo ăn lo uống cho nó, dẫn nó đi chơi tuyết, dẫn nó đi đạp dịch, dẫn nó đi tiểu bang này tiểu bang kia, nhưng mà cuối cùng tánh thú vẫn là tánh thú. Các con nhìn đi, sư phụ nó có đúng không? Cho nên đây là một bài học để cho nhân loại biết. Khi con có một đồng cho một người thường một đô thì con có phước một đô, sau này về nhân duyên con sẽ hưởng lợi. Con cho một vị thầy một đô, con sẽ hưởng phước gấp trăm gấp nghìn. Cho một vị hòa thượng một đô, hòa thượng sẽ trả lại hàng nghìn đô vì cái công đức của người đó. Cái công đức càng cao thì cái nghiệp tốt, cái trả quả tốt nó càng cao. Nhưng trong đường đời con đi gặp một vị Bồ Tát, nhiều khi nó là homeless cũng không chừng, mà con cho một người đó một đô thôi thì con được về trời đó. Còn nếu mà đi ngược lại, con chửi một Bồ Tát, chửi một vị Phật con của Thượng Đế, con chửi một Diễn Luân Thánh Vương đã công lao cực khổ, bỏ giàu sang sung sướng trên thiên đình mà đi xuống trần chịu mấy bao nhiêu nghìn năm cực khổ mang thân người,
từng ném thuốc độc để mà chết, để cho nhân loại có thuốc để mà xài. Thì có nghĩ tội nghiệp nghìn trùng không? Nên cân nhắc cho kỹ. Cái thưởng và cái phạt nó đi theo cái người nào, cái người đó. Những cái này, sư phụ khi mà nguyên thần gần đây nhập thể, sư phụ mở thiên nhãn thông ra rồi nói chuyện được tất cả các vị giải thích rất là rõ. Những cái lời ma mị mà về Phật hay là diệu hiền từ bi, cái đó toàn là những cái mật ngọt, cái miếng mồi ngọt, nó không có cái lời đắng như vậy. Trở về chuyện trong tương lai, sư phụ còn tính theo từng để mà biết được cơ trời đang đến lúc khúc cuối, tiếng sấm sẽ nổ, đức thầy xuất hiện, thì sư phụ phải về làm việc. Cái núi này hôm nay nó rất là thanh bình trở lại, không còn phe phái, không còn những người mà mong cầu sân si nữa. Thì từ nay những người nào còn ở đây thì gắn giữ núi. Cái núi này là của chung á nghe, của chung những người tốt. Tất cả những đệ tử sư phụ không có giận đứa nào, cũng không có đuổi đứa nào, chỉ đuổi một mình con chó sói. Tại vì loài chó không nên ở chung với loài người, ngụy quân tử. Thì cho nên từ đây mãi mãi về sau, hễ mà ai thấy chó sói mà lên đây thì cứ dắt cây mà đập nó xuống. Chúng ta là Bồ Tát, chúng ta phải trừ gian để mà cứu người. Sư phụ là tâm từ bi, nhưng mà không có phải từ lúc nào cũng từ bi, con hiểu không? Cho nên khi sau này sư phụ không coi đây, mà hỡi ai mà thấy chó sói mà lên đây thì có cứ mang đại diện họ Thiên là chủ của núi này, là gượt sói để mà cứu người. Vì loài sói tánh của nó vẫn là sói, dầu cho có thành cho nó cũng là sói. Nhưng đây có nhiều chuyện vui mà về tâm linh không ạ. Bây giờ sư phụ gần đi vô nước Việt đó, thì Thái tử Thiên Nhãn là trên trời, Thiên Tấn Kiệt là một phần của Thái tử. Rồi khi mà sát phàm gặp nguy hiểm hay sát phàm u mê mà ngu á, thì nguyên thần nó vô một chút xíu, giống như cho một chút xíu pin vô vậy đó. Nhưng mà ngược lại mấy con không có nguyên thần, mấy con hồn với xác là một. Chỉ có ba người duy nhất có nguyên thần, đó là sư phụ. Sư phụ có thể nói chuyện với sư phụ. Sư phụ có thể nói chuyện với nguyên thần Quyền Châu của sư mẫu nữa, có còn tin không? Trong khi sư mẫu đang nằm ngủ ở nhà, sư phụ nói chuyện được. Sư phụ có thể nói chuyện nguyên thần với mụi mụi cũng được. Thì rất là hiếm người có cái đó, nhưng mà ở Việt Nam thì có, giống như Đức Thầy cũng vậy. Đức Thầy có cái xác Việt Nam đúng không? Mỗi lần Đức Thầy về nói chuyện với sư phụ thì cái nguyên thần nó đi thôi, thì cái xác ở bển. Thí dụ như giờ sư phụ đang ngồi đây, cái nguyên thần của sư phụ nó đi Việt Nam làm việc cách đây 3 ngày, sư phụ đang ngồi cái Thiên Tấn Kiệt, Cung Thịnh,
nguyên thần của Thiên Tân Kiệt, tức là Thái tử Thiên Nhãn. Bắt đầu cái y, mình gọi là y thì không nghe, y chạy tới, y nói là y làng đã, y ngầu lắm, y căng hơn như phụ. Cái phụ còn cười vui đúng không, lại mang sắc phàm khác. Còn Thái tử thì căng lắm, các ngươi rảnh quá, ta đang lo bề bộn việc chính sự, cứ làm phiền sắc phàm của ta hoài. Cái phụ nói hê hê Thiên Nhãn, lâu lâu về đây để mà chỉ cho tôi, tại vì cái nguyên thần như phụ nó rất là khôn, mà cái sắc phàm này nó rất là vậy nè, nó biết được hạn chế thôi. Thì có những cuộc nói chuyện bình thường lắm, còn những cái chuyện mà chuyện gì thiên cơ, chuyện gì xảy ra thì nguyên thần như phụ nó nói cho phụ biết. Và có những cái nguyên thần nó không có chịu nói, tại vì nó không có tin tưởng cái miệng của sắc phàm. Nó biết cái miệng của sắc phàm sẽ lộ á, mấy đứa này làm chứng mà, nó còn làm chứng đúng không? Cho nên đừng có tưởng thuộc kêu về là nói thôi. Nhưng mà bây giờ thì Hy nói Hy bận lắm, đừng có làm phiền Hy. Rảnh thì học phong cách để mà làm vua, làm minh vương, rồi học lịch sử nước Việt đi. Đừng có để cho ta mất mặt. Trời, Hy còn la sư phụ vậy nữa. Tức là hai thằng nó qua nó lại cũng là một, đầu tiên là hai là một, một là hai là vậy. Còn cái bữa sư phụ thỉnh nguyên thần của sư mẫu thứ Quyền Trọng mũi mũi cái sư phụ nói huynh muốn chọn đời chọn kiếp này thống chọn đời mũi mũi, huynh là vua, mũi mũi là hoàng hậu, huynh rất là yêu thương mũi mũi, mũi mũi rất là hiền diệu quá không. Thục nữ trên đời này hiếm có, ngày xưa Phật mẫu dẫn muội đến đây gả cho huynh, Phật mẫu có nói đời này rất là hiếm có. Đây Quyền Châu nói huynh thương cái hồn hay là cái xác? Trời ơi, hỏi mình ngược lại một câu gì á, cái nó thương cả hai. Trả lời sao giờ, có nhiều chuyện vui chứ. Rồi cái thật sự trên trời á, sư phụ là nhỏ tuổi lắm, không mì teenager của trời có chừng 10 tuổi là teenager rồi, còn Quyền Châu cả 8-9 tuổi vậy. Thì mà 3-4 đứa nít chơi ở trển thì mũi chưa sạch, thật sự thì mũi cũng sạch ở trên trời rồi. Thì trên cha mới với Long Dương nữa mới thảy xuống cùng với ông trời nhị đế. Khi xuống đây lập cái màn này, không có nghĩ chuyện riêng tư trai gái như người đời nghĩ. Nó có một cái sứ mệnh cao cả và hãnh diện mà nhân loại phải hiểu. Nhưng vì phải mang sắc phàm, cái dáng mạo và tuổi tác cũng gần giống nhau, cho nên có những cái rất là dễ hiểu lầm, dễ xuyên tạc. Xuống đây quan trọng nhất, ngày nào cũng vậy, mỗi sáng cũng vậy, mới sáng này cũng vậy, mới vậy đều nhé. Các em xuống đây đều phải lo cho ba tánh, lo chúng sanh, chứ không phải là lo cho riêng tư ham vui. Cho nên mấy con á, thấy sư phụ đi với mụi mụi hay thấy sư phụ đi với mấy đứa này cũng đều là lo chuyện chung không, chứ không phải là đi chơi đâu. Có nhiều lúc đói thì đi ăn chung thôi, chứ mỗi một ngày á, sư phụ nói chuyện và tiếp cận được mấy vị cả chục vậy luôn á. Sư phụ mới nói chuyện với ông Chọt Washington, mới ổng mới kêu sư phụ quay phim mà trước đó 3 ngày ông Trump bị bắn á, là sư phụ có nói chuyện với ổng, ổng dạy trước mà thái tử phải quay phim chụp hình nhé, để mà mai mốt ông Trump ổng thương nước Việt hơn. Rồi sư phụ nói chuyện với những vị khác sư phụ không có thể nói tên trên mạng được, sư phụ có thể nói chuyện rất là nhiều vị để mình học hỏi thêm á, để cho có cái trình độ cao hơn. Chứ không phải như mấy con á, chỉ vô cái phone list là có tên rồi gọi, đâu không có. Ủa, trên trời đâu, mấy vị đâu có điện thoại đâu. Nhưng mà mình phải quen rồi à, và mình phải biết mình nói chuyện gì đó về chuyện gì.
thời hôm nay là thời cuối cùng của cái cuối cùng, hạ quan của cuối cái hạ quan, sắp lập lại một đời mới, một cái xã hội mới ở quả địa cầu này. Cho nên khi mà thù khóc xin cha để quản lại cho đừng có tất cả mọi người chết, có nơi bị chết, có nơi bị xưa không chết, có nơi, có chỗ buôn bán được, có chỗ không buôn bán được. Hiện bây giờ giống như ở bên Do Thái với Hamas, người ta đói từng xô nước, mỗi ngày biết nhiêu người chết đói, bởi vì nó có nghiệp nó mới đổ về chỗ đó, để nó đầu thai đó để nó cùng chết. Rồi nước Việt cũng vậy, đổ về đó để mà trả quả lẫn nhau. Gia đình anh em không có thương nhau, rồi thưa kiện lẫn nhau, đánh lộn lẫn nhau đủ hết. Ở một cái xã hội hỗn độn cực kỳ của thời này, và sắp sửa sẽ đi trở lại một cái thời rất là sáng sủa và tương lai rất là nhiều triển vọng tốt, là gọi là thời của Phật Thánh Tiên để mà lãnh đạo nước Việt, chứ không phải người phàm. Không phải như thời nay mà mình gọi là bò, gọi là gì, vô thần, đúng không? Thật sự bất trọng, không có vô thần. Nếu vô thần thì đâu có chết mà đem Phật hình Phật làm đám ma tùm lum đâu. Coi đi, ổng cũng còn được lắm á, bữa nay tái sanh rồi. Cho nên gia đình của ổng có vợ nó không có cần phải khấn gì á, đã đi rồi, đầu thai rồi, bảo đảm. Việc này nói đâu chúng đó, đầu thai thành đứa nít Mỹ trong bụng rồi. Ồ chết cha, sáng quên hỏi Mỹ đen Mỹ trắng nữa. Sáng quên hỏi Mỹ đen Mỹ trắng. Bởi vậy nói đầu thai là người Mỹ thôi à, cũng biết Mỹ đen Mỹ trắng nữa của anh ta. Nhưng mà về ở miền đông nước Mỹ á, giống như vòng vòng ở Virginia hay là Washington này vậy đó, mấy gì nó dùng đó. Mà trong cái nhà nông chứ không phải trong nhà chính trị nha. Hiện giờ đầu thai vào cái nhà nông. Đó là những chi tiết mà cơ trời có thể lộ được. Cách đây 2 tuần, tôi ngồi nói chuyện với ông Francisco, là ông Bố Diệp, ngay chỗ cái khu công giáo. Khu công giáo mình dưới này nè. Cái ngồi nói chuyện cỡ 15 phút á, ổng rất là tôn kính sư phụ. Cái rồi ổng hỏi ổng chứ, ngài có được Thượng Đế phong thành thánh chưa? Ổng nói chưa, mới có hiển thánh. Rồi ổng kể lễ tùm lum la nhiều chi tiết lắm. Có một chi tiết ổng nói, trong cái lòng đất của cái núi này á, nó có hào quang sáng rực lên nè. Và những nhà thần thông học của bên Tòa Thánh Vatican, bên Công giáo á, họ biết, và họ biết Chúa Giêsu tái lâm ở núi này luôn. Tức là Tòa Thánh Vatican biết Chúa Giêsu tái lâm ở núi này. Cái điều nó tức cười vậy là chuyện tốt rồi, sao họ không qua đây rước tôi về bển? Cái sao nói họ biết nhưng mà họ chưa có chuẩn bị để thừa nhận. Chết là đích thân ổng nói vậy luôn á. Tức là bên Công giáo họ cũng có những nhà thần thông á, họ hiểu. Mà cái lòng trái đất này nó phát quang ra. Đó là lời của ông Vũ Diệp nói nha. Nãy giờ mấy phút rồi đó. 53, 54. Ôi, già chuyện dữ vậy ta. Nói tới năm mấy phút. Cái hồ gần đây hỏi Đức Thầy á, con nhỏ Trăng Khuy á, mấy con là kêu con nhỏ, chứ hồ kêu là ông Tiên phải không? Tại cái đầu nó giống ông Tiên á, nhưng mà thật sự cái cốt nó là đàn ông á, ông Tiên á. Tôi cũng chả biết nó ở đâu nữa, chỉ mới có duyên gần đây biết. Hỏi nhỏ này sao mở miệng nó lanh mà nói chuyện có duyên quá vậy? Cái Đức Thầy trả lời sao không? Đó là đệ tử của ta, dọn đường. Đó là đệ tử của Di Lạc, dọn đường cho Phật Di Lạc. Rồi chỉ biết vậy. Cho nên có nhiều người ở ngoài không có hiểu cái gì á, thì hôm nay trả lời vậy đó. Cái gì cũng không hỏi hết. Ai chánh ai tà, ai trắng ai đen. Nó có hai phe. Cái
cái phe chánh á, người ta rất là bình thường, không có sân si. Người ta chỉ ra và tất cả chúng sanh, tất cả mọi người hãy đều có cái trí thông minh, gọi là chánh kiến đây, mà chánh kiến hơi khó hiểu không? Trí thông minh đi, hãy phân tách. Giống như lời của Thiên Tứ Kiệt này nói gần tới ngày mai 5-7 năm á, cũng phải ngồi phân tách nghe. Chứ thật sự lớp 4 đâu có biết tiếng Việt, nhưng mà nói là từ lời thật, từ trong cái trái tim, chứ không có phải mà nói như cái kiểu mà như là đọc sớ táo quân kiểu như Minh Tiến nó chửi phải không đại khái. Cho nên chánh và tà rất là nhìn rõ, mà chánh thì phải ăn ngày ban mặt gì nè, có đông người vậy nè, chứ không phải một mình mà chạy xe đen thui rồi ra ngoài đó. Trời, có bữa chụp hình á, mấy gì nói em, nó lúc đó bị âm binh vô, mấy chục con âm binh nhập vô khẩu nó, hãy tự phải thương nó vì là nó bị nhập. Trời ơi, giờ chú phụ khấn cho nó, không biết mày còn hết bệnh nghe tiếng về thăm chú phụ mày nghe, chú phụ thương con á, thiệt á. Cho nên khi mà ma quỷ nó muốn chuyển cái tâm con á, một đêm thôi con ra con ký giấy ly dị với thằng chồng lập tức liền, mà không biết mình làm luôn á. Đó là lý do tại sao bao nhiêu vụ án mạng, bao nhiêu chuyện cướp hay là bao nhiêu chuyện tan tác kinh thiên động địa của loài người á, đều là do ma quỷ nó vô hình, nó xúi dục không cẩn thận. Người mà tâm yếu yếu là bị hết. Chứ giờ bình thường tự nhiên cái thằng lấy súng bắn vô đầu nó làm chi, rồi tự nhiên cái nhảy cầu, tự nhiên thắt cổ, có điều có ma quỷ nó khiến không, chứ con người không ai mà tự làm cái đó. Đó là căn bản nên nhớ. Bây giờ nói ma thì ngũ ma, quỷ thì ngũ quỷ, ngu thì tầm ngu, mã thì tầm mã. Khi cái tâm mình mà nó bị bấn loạn, nó mong cầu, thì những lời ma quỷ sẽ hợp, thì từ đó mình chạy theo nó. Còn nếu mà cái tâm mình mà hồn nhiên á, mình khó bị ai dụ lắm. Ai mà gọi tới, ô chị bận nấu cơm này nhé, bữa nào nói chuyện khác, có chuyện gì quan trọng không? Không, em muốn kể chuyện này chị nghe thôi. Tức là biết ma quỷ nó sắp kể chuyện để nó lôi kéo. Còn nếu quan trọng thì nó đại đi à. Cho nên nếu mà cái tâm mình mà chánh mà hồn nhiên á, mình sẽ không bị mấy cái bẫy đó. Còn cái tâm mình lúc đó mà bữa mà mình sân lên á, mình đang quạ oai đó, là tâm ma nó sân á, tham sân si, thì ngay lúc đó ma quỷ nó gọi vô, ê chị rảnh không, mà em có mấy chuyện kể chị nghe. Thì nghe kể tao nghe, tao cũng đang rảnh lắm. Rồi xong dính. Tại vì khi con ma đó, đường dây điện thoại này với đường dây điện thoại kia là nó xẹt qua, nó chuyển liền. Nhỏ này nói xạo nhưng mà nó chuyển qua tâm nhỏ kia là tin là thiệt liền. Rất là ghê, cái vô hình nó siêu lắm. Sư phụ nói chuyện được với nguyên thần sư phụ được. Hôm nay sư phụ kể trên mạng không phải là chỉ cho mấy con nghe, mà cho cả thế giới sau này có kinh nghiệm biết. Và những nhà thần thông học và những hòa thượng lớn đều phải hiểu, không phải mà chuyện đùa mà lên đây mà nói. Còn ngoài kia, dầu cho con có tu hạnh mà đi từ Bắc tới Nam, từ Nam Bắc đi cả cuộc đời mà không có hành theo, không có đọc một kinh điển, mà cũng chẳng biết một cái chú đề bi, cái đó là hành gì? Cái đó là tự mình hành xác, và không có pháp môn. Những cái nhà đệ tử của Phật thời xưa đều là phải học những cái giáo lý căn bản, rồi lúc đó mới tu hạnh đồ đà, rồi mới ngồi thiền hay là mới đi khất thực này nọ. Nhưng mà trong đó người ta có cái căn bản học vấn thì nó mới gọi là học Phật, chủ yếu là sanh ra trí tuệ. Còn cái này á, vậy mà làm chấn động cả thế giới. Từ từ đi mấy con sẽ thấy cái câu chuyện mà cọng tóc nó lòi ra như thế nào á, thì cái câu chuyện này nó còn buồn cười hơn nữa. Nhưng mà bây giờ nói thì sẽ đụng chạm á. Nhưng mà với cái danh dự của sư phụ, với cái tiếng nói sư phụ trên mạng 5 năm nay, nói đâu chúng đó, 95% tiên tri trên thế giới không bao giờ nói bậy, bảo đảm. Nhưng mà ngày giờ để mà mọi người hiểu rõ thì không biết chừng nào hiểu rõ. Đó là cũng là dạng giống như bà Tám bên đây gọi bà Tám bên này á, hay mày rảnh không, tao có chuyện này kể mày nghe, rảnh kể đi đó, cũng y như vậy đó.
Còn nếu mà cái tâm mình chánh trực rồi mình vui hoan hỷ thì mình cứ nghe nhạc tèn tèn trong nhà bếp rồi mình nấu ăn tèn tèn, mình ra vườn mình tưới cây thì ai gọi tới thì hỏi có gì quan trọng kể đi, còn không có thì thôi tao bận chút, thì người đó là tâm chánh trực thì không có chuyện. Còn cái người mà thích nghe ngóng á, người đó là dễ bị dính. Thì cái thời đại này là đa số là cái đó. Theo này cộng tóc, mình gọi là cộng tóc màu đó nghe, nói không có đụng chạm, cộng tóc màu, nhiều màu, nó sẽ lòi ra. Thì lúc đó mấy con biết lợi hại của sư phụ. Mà nhìn sư phụ đó có cả ngàn cái lợi hại rồi, mà có ai nhớ những cái lợi hại sư phụ nói đâu. Chuyện cái lợi hại mà ông Trâm quay lại thôi, nãy giờ người ta cũng quên là sư phụ đã từng nói trước. Nói nhiều thôi, cũng phải biết sợ sư phụ rồi đó. Chứ đừng nói gì bao nhiêu chuyện khác. Còn cái chuyện tiếng sấm nổ, cái chuyện Đức Quỳnh Phú Sổ ta xuất hiện đồ á thì hơi khó. Nhưng mà sư phụ lấy hai cái khó nhất để mà làm cái bằng cái cá độ á, là ngồi ở cổng Thiên Long Sơn á, cho tất cả mọi người tiểu lên đầu, chịu không? Cũng giống như ngày xưa cá độ mà ai đem ai mua đồ ăn mà mùa Covid mà không ăn á, lên đây trả tiền lại, có ai mà điên vậy không? Đi xuống chợ Ocean mua hết gạo chợ Ocean đem lên, cái bà chủ chợ Ocean dưới này bảo cười, nó nói trời ơi làm gì dữ vậy. Cái lúc đó thường mới nói sắp sửa không có đồ ăn, cái bà cười khạc khạc khạc, nó ở Mỹ mà làm gì có cái đó. Cái có tới ngày mà Costco rồi á mà giành giật nhau từ cái giấy đi cầu á, trời ơi lúc đó bà mới quảng hồn. Chứ anh chuyện đời này đừng có bao giờ mà học chữ ngờ, chỉ biết được một chuyển lưng thánh dương xuống trần, không bao giờ nói láo, cũng không bao giờ xin ai xen nào, chỉ muốn cứu độ chúng sanh, có lòng từ bi, muốn đem tất cả nhân loại 8 tỷ người về trời cùng với mình, đó là nguyện vọng duy nhất. Ngoài ra không có gì, không có cần thiết để nói dư hay nói bớt, chỉ có một cái là nói thẳng thì hơi khó nghe thôi. Khác nhau là chỗ đó. Đến lúc muôn đóng gạo, đến lúc đó trong hãng kênh ty cũng phải có 500 thằng. Thì trên núi này cũng có nhiều người thời đó, tụi phát ra cho tụi nó mừng quá trời luôn, người ăn bao. Chú Hù có thể biết được stock nào lên, stock nào xuống. Chú Hù có thể chỉ một người làm tỷ phú qua đêm. Mà bản thân này Bồ Tát xuống trần chưa từng mua tờ giấy số thời luôn á. Không tin hỏi sư mẫu đi. Chưa bao giờ mà vô Las Vegas chỗ kia mà đặt một cây bài dầu cho một đồng cũng không đặt. Tại vì cái đó là cái lòng tham. Đã không có lòng tham, đặt một đồng hay đặt 1.000 đồng cũng là đặt bài. Chỉ vô mấy chỗ Las Vegas đi chơi, vui, ăn uống, rồi coi show, rồi spear, rồi cái gì đó, spear tròn tròn á. Rồi đi về thôi à. Thì phải nên nhìn những cái đó. Bồ Tát xuống trần khi không tiền rất là hiên ngang, chả xin ai hết, thà ngủ ở ngoài One Mile Square Park. Bữa đọc 513 câu là một mai buông tròn đó, tắm thì vô cây xăng, vô cái sinh thì để cái đầu, vừa lấy khăn đó, nhúng nước thì lao nách lao khô, rồi cứ đi ra xe ngủ, không ai mượn ai một đồng. Nên nhớ xe có hết xăng á thì cũng vét và cắt đổ, cũng không làm phiền ai. Mà khi có tiền hàng triệu hàng tỷ thì mang ra cho như thế này. Còn ngược lại tà nó khác, nó bỏ ra một đồng á, mà nó mua cục đất này á, nếu mà cục đất Thiên Long Sơn này á, mà hôm nay á, mà tà mà nó chiếm được á, nó sẽ bán vé ra, ai lên đây lấy 100 đô và nó mở cổng tự do, con nghĩ nó giàu không? Cái núi này á, bất cứ ai về du lịch núi này, vùng này Bắc Cali mà không lên được Thiên Long Sơn là đó là một điều mất mát rất là lớn. Dầu cho người đó đạo gì, có đạo không có đạo, có tâm linh hay không có tâm linh, cũng đều là một sự mất mát rất là lớn. Đó là thiệt. Núi Thiên Long Sơn này có Phật, có trời, có chư thần, có Long Mạch, Long Lân, Quy Phụng, có bố ông rồng trên núi mình. Đi đâu mà tìm một cái vé, dù cho con mua 1 tỷ đô mà đi tìm để gặp những cái nhân vật này trên thế giới này cũng chẳng có đâu bán nữa.
Phú Hồ Chi lên đây để gặp những cái nhân vật đó, gặp rồng nè, gặp Phật nè nghe, gặp tiên nè, không gặp tổ đứng ra sờ đó, thường nói chuyện với tổ hoài mà miễn phí, còn lại được con Chính nó nấu miễn phí nữa. Hồi xưa con Chính nó nấu, nhưng mà tự gì nó sắp sửa về núi rồi, má nó mới sáng nói, cho nên mình đưa ăn miễn phí, rồi vừa ngắm gió miễn phí, rồi đọc kinh miễn phí, rồi đốt nhang cũng miễn phí. Trên này đâu có xin tiền đâu, có thương thì mua bó nhang thôi cho người khác đốt. Rồi á, biết đâu á, cái nghiệp của mình sắp bị đụng xe chết mà lên đây á, lại cái cha mẹ với chư vị thấy cái xui á, gọi là cái gì á, sao la hầu á, là sao la hán vậy đó, ai đại khái lên đây cái mấy vị vuốt cái hết, có phải là quá trời lời không? Không chỉ hai ông cọp ở dưới mình là hai ông huynh Bạch Hổ Anh, Bạch Hổ Em á, trời ông linh lắm. Đứa nào mà xui kiểu nào cho ổng, bữa ông thích gì ta, ba gọi với thịt gà với rượu, cứ cúng khấn là được. Ban đêm mà mấy con cọp trắng đi vòng vòng cho núi này nè, sư phụ nói chuyện ổng thường xuyên, là hai ông cọp mà miếu đó, còn mấy ông rồng ở đây. Không có núi nào như núi này á, miễn phí vậy á, mà cũng không hiểu là do cái gì. Do ma nó cản đường cản lối, ma tâm á. Ấy là Phật, thường thường mở cái clip chừng tiếng là đủ rồi, mà nói hoài cũng không hết chuyện, hôm nay tạm đủ phải không? Nói chuyện siêu nhiên nhiều quá, hơi hẹn kỳ sau. 513 câu sẽ có kỳ 2, chuyện ly kỳ lắm. Thiên Tấn Kiệt nói chuyện với Thái tử Thiên Nhãn, hai thằng là một là hai thằng, một là hai người, trời hai thằng cãi lộn nữa chứ, cãi không có cãi. Nguyên thần sư phụ nói, đại thừa nói tôi rảnh mà. Rảnh học cách làm vua, học lịch sử đi, ở đó mà rảnh, trời ơi dạy sư phụ vậy luôn á. Thiên Nhãn á, ta đang đi họp với đức thầy, cứ kêu ghéo tối ngày để tối ta về. Cái là sư phụ nằm ngủ thì muốn vô vậy, tức là có hai thể một thôi, hồi xưa nó không có, nhưng mà bây giờ giống như lúc cận kề của cuối cùng để mà chuẩn bị về Việt Nam á, tự nhiên có mấy hiện tượng này, trộn có nhiều bữa trộn phải thức 2 ngày 2 đêm không ăn cái gì á, giống như nó sống bằng hơi vậy đó. Nhưng mà mở mắt ra sáng chân à, để cái xác ngồi đó đi bộ vòng vòng nhà chơi vậy đó, ngó qua ngó về ngó thấy có con rồng trắng nằm trên giường. Vui. Bây giờ Phật xin tạm biệt, hẹn lại kỳ sau. Quay vòng rồi. Rồi đừng quay mùa mượn. Tắt lên.